Những năm gần đây, xu hướng sống xanh, dinh dưỡng lành mạnh ngày càng được nhiều người tiêu dùng hưởng ứng. Trong đó, sữa hạt được xem là một trong những thức uống lành mạnh và mang lại nhiều dinh dưỡng cho sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người thường quan tâm đến việc làm sữa hạt như thế nào để đảm bảo an toàn và tiện lợi. Thấu hiểu được điều này, công ty trách nhiệm hữu hạn Dr. Homi Việt Nam đã cho ra đời dòng sản phẩm máy làm sữa hạt đa năng Dr. Homi AN60 với nhiều chức năng vượt trội. Ngoài chế biến các món sữa hạt bổ dưỡng, Dr. Homi AN60 còn được trang bị các chức năng đặc biệt như nấu cháo hạt, dây sinh tố, sữa lắc, giữ ấm. Với cảm biến nhiệt thông minh, máy luôn hoạt động hiệu quả và được đánh giá là dòng sản phẩm máy làm sữa hạt chống khê, chống trào hàng đầu Việt Nam. Nhà mình thì ai cũng thích uống sữa hạt, nhất là con cái mình, nên mình quyết định mua máy làm sữa hạt Dr. Homi AN60 này. Sử dụng máy làm sữa hạt Dr. Homi AN60 giúp mình tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Chỉ cần bỏ nguyên liệu vào máy rồi hẹn giờ là cả nhà đã có những cái ly sữa hạt, cháo dinh dưỡng thơm ngon rồi. Thực sự là đối với cá nhân mình ấy, thì đây là một sản phẩm mà mình rất là ưng ý. Với mong muốn ươm mầm cho một thế giới khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn, Dr. Homi Việt Nam đã và đang cố gắng và nỗ lực từng ngày để sản xuất ra các thiết bị chất lượng, hướng tới trở thành thương hiệu đồ gia dụng nhà bếp được yêu thích tại thị trường Việt Nam.